Ngày 1 tháng 8, Ban Quản lý khu vực Hồ Hoàng Kiếm đã lắp đặt biển cảnh báo, lập hàng rào tại những vị trí kè, đường dạo xung quanh hồ bị xuống cấp để tránh nguy hiểm cho người đi bộ. Theo ghi nhận, hệ thống kè xung quanh Hồ Hoàng Kiếm được xây dựng từ lâu nhưng chưa được đầu tư cải tạo nên hiện tượng lúng sụp đã xuất hiện. Đặc biệt, một số vị trí đã bị mất chân kè, gây nguy hiểm cho người dân và du khách, gây mất mỹ quan đô thị trước thực trạng đó ủy ban nhân dân quận Hoàng kiếm đã triển khai hạng mục cải tạo kè đã được đưa vào dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàng kiếm một đoạn rào chắn đã được lắp đặt và cắm biển cảnh báo phần nào giúp người dân an tâm hơn khi tham quan khu vực quanh hồ Dự kiến các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2019. Người dân cũng mong muốn dự án cải tạo sẽ thực hiện đồng bộ, cải tạo khu vực vị trí kè xuống cấp cũng như đường dạo xung quanh hồ để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách cũng như hình ảnh của thủ đô ngàn năm văn hiến.